of the Smurfs. Cho một xịt chôm khác đi kiếm loại nấm đặc biệt giùm cho người, mà tại sao loại nấm đó chỉ xịt chôm ở những nơi xịt chôm nhất trong rừng vậy? Tất nhiên mọi nơi trong khu rừng đều đáng sợ đối với mình, nhưng chỗ này không có vẻ gì là một nơi đáng để xịt chôm hết. Đây là cách chúng tôi thả sương, thả sương, thả sương. Đây là cách chúng tôi thả sương, thả sương, sướng thả. Ý mình là thả sương mà thôi, kệ sao cũng được hết ha. Hơi mệt quá, mình sẽ thả sương còn lại vào lúc hoàng hôn. Chỉ cần một cây nấm nữa thôi là Tí Vua sẽ có nguyên liệu để làm thuốc xì châm, và mình có thể xì châm khỏi nơi đáng sợ này. Mày đây rồi. Cây nấm bự dữ ta. Không, không, trời, lại bị vậy nữa rồi. Cứu tôi với. Dù bạn là ai xin cứu tôi. Làm ơn đi, tôi không làm hại bạn đâu. Tôi chỉ là một tiểu yêu nước, tôi chỉ đi thả sương thôi mà. Làm ơn đi mà, sương đã lên tôi rồi. Xin bạn giúp tôi thoát ra đi mà, đừng bỏ chạy. Được, tôi không biết nữa, để tôi thử coi. Đừng như vậy không có tác dụng. Tinh chất của sương rất mạnh, chỉ có đũa thần của tôi mới có thể làm bể được bong bóng này mà thôi. Không sao đâu, bạn đừng có sợ. Cuối cùng cũng được tự do. Cảm ơn nhiều nha. Tôi nên trả ơn bạn bằng cách nào đây? Trả ơn tôi? Phải, bất cứ việc gì trong khả năng của tôi. Thôi, không biết nữa. Tôi có thể mượn cái đũa thần của bạn một chút được không? Miễn là bạn trả lại nó cho tôi trước hoàng hôn, vì tôi còn phải thả rất nhiều sương nữa. Tạm biệt nha. Trời, một cái đũa thần thứ thiệt. Xì châm quá, không có gì có thể tấn công được mình. Giờ mình không cần phải sợ hãi bất kỳ cái gì nữa. Trời đất ơi. La 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 la. Và không gì có thể làm bể được bong bóng của mình ngoại trừ cái đũa thần này. Mình dám cá là cái bong bóng đó không thể xì châm nổi cú đấm của mình đâu. Được mà, nó chịu được mà Tí Đô. Không phải đâu Tí Đô, tất cả vấn đề nằm ở áp suất không khí. Nếu cậu xì châm về áp suất không khí, cậu sẽ phá được bong bóng một cách dễ dàng thôi. Còn mình thì hoàn toàn ngược lại. Mình hiểu rất rõ về áp suất không khí, bởi vì mình là trợ lý của Tí Vua mà. Nếu cậu không chịu nghe lời khuyên của mình thì cậu sẽ không tự biến thành một trò xì trâm như vậy, Tí Đô à. Để mình thử coi. Nè, nếu mấy cậu chịu xì trâm một cách khoa học như mình nói thì cách giải quyết rất đơn giản. Cậu muốn thử không, Tí Cận? Tất nhiên là mình hiểu rồi. Nhưng Tí Du vẫn thường nói mọi vấn đề đều có câu trả lời đơn giản. Và mình có chuyện xịt chôm gì đang xảy ra ở đây vậy? Cứu mình với, thả mình ra đi mà. Đâu cần cứu cùng vậy đâu Tí Cận. Không, mình chỉ đang giỡn thôi mà. Mình biết thừa không có gì phải sợ hết. Nè Tí Nhát Gan, bất ngờ cho cậu nè. Còn đây là bất ngờ dành cho cậu. Không phải sợ sệt cái gì đó thì thật xì châm quá. Có lẽ cuối cùng mình sẽ đổi tên là Tí Nhát Gan. Tí Vua, nghe làm con sợ hết hồn. Mấy quả bong bóng đó có thể rất nguy hiểm, nếu có ai mắc kẹt trong đó thì biết sao. Nhưng thưa Tí Vua. Hả? Ngài thấy chưa, con chỉ cần dùng cái đũa thần. Ta biết, nhưng mà nếu con bị kẹt ở trong quả bóng, còn cây đũa ở ngoài thì sao? Trước khi chưa gặp rắc rối thì tốt nhất con nên trả lại cây đũa thần cho chủ nhân của nó. Dạ, nhưng thưa Tí Vua, mấy quả bong bóng này rất an toàn, chỉ cần... Con thấy chưa, Tí Nhát Gan, không có gì là an toàn tuyệt đối hết. Và trốn vào trong quả bóng đó mỗi khi con sợ hãi cũng không xì trung được điều gì tốt đẹp cho con hết. Cái gì vậy? Miệng bự, trốn đi các xì trung bé nhỏ. Tí Nhát Gan, sao con còn chưa chịu trốn? Bây giờ con không còn thấy sợ miệng bự nữa đâu, thưa Tí Vua. Miệng bự đói bụng, miệng bự muốn ăn. Quanh đây không có thức ăn đâu, đồ quái vật già nua ngốc nghếch. Ai dám hỗn láo với miệng bự vậy? Nè, miệng bự, ở dưới này. Là tôi đã nói đó, Tí Nhát Gan này đã lên tiếng. Bà
phải vợ, miệng bự giận rồi nha. Ây da, miệng bự tự đánh trúng mũi rồi. Hình như ông yếu đi nhiều hả miệng bự? À, miệng bự tự đâm trúng mũi hai lần rồi. Miệng bự khó chơi ghê ha. Miệng bự sẽ cho người biết tài. Biết tài nè, giờ để con người cười miệng bự nữa không? Em tí nhát gan quá. Miệng bự vui lắm. Bóng xì chùm rất vui. Nhanh lên nào các sĩ trung bé nhỏ, đây là cơ hội để chúng ta giải thoát cho tí giác ngạc. Cái đũa của mình, nó đây rồi. Bóng xài trông, rất vui. Con còn chơi. Mẹ mở chơi đã quá trời. Cái kiểu cười gớm ghiếc đó nghe rất quen đúng không mèo Ara? Đi coi thử coi có chuyện gì. Mẹ mở sẽ đá bóng đi thật xa luôn. Cuối cùng cũng an toàn. Đũa thân của mình. Chúng ta có gì ở đây vậy nè? Lão cảm ơn. Ê, chà 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 chà, một cái bẫy xì trung tuyệt vời. Quả bong bóng cũng sẽ giữ cho da thịt chúng tươi ngon hơn nữa. Về thôi Ara, sắp tới giờ làm bữa tối rồi. Quả bóng của miệng bự đâu rồi? Đuổi theo lão gà mệt, nhanh lên. Nhưng chúng ta phải làm sao để đưa tứ nhát gan ra khỏi quả bóng? Cứ lo chuyện quan trọng trước cái đã. Tiếc không tại. Phải, giống như mình vẫn thường nói, chuyện cần làm trước thì cứ làm trước, vì trước khi nhảy cốc sẽ tốt hơn nếu. Nè, đợi mình đi với. Nghe cho rõ đi Ara, ta giao cho mi canh chừng con cá vàng xì trung này. Canh chừng chứ không được đụng tới nha. Kiên nhẫn đi Ara, ta sẽ sớm đem thêm nhiều xì trung về nữa. Lão cảm ơn, liêu liêu. Chuẩn bị trốn đồ hết trơn rồi, lũ xì trung gớm ghiếc đáng ghét. Xì trung tay đôi hồng lão cảm ơn. Ra đây, lũ da xanh bé tí tẹo kinh khiếp kia, ta nguyền rủa tất cả các ngươi. Chờ một xì chấm, có gì mà mình phải sợ chứ. Mèo Ara không thể đụng tới mình được, nhưng mình thì có thể chặt phá nó mà. Mi không đụng được ta đâu à nha. Nè nè, sắp bị đụng ta đó. Bà Phi nhắc à. Món súp tối của ta đang chạy trốn kìa. Đồ con mèo ngu ngốc, chẳng nó lại, chẳng nó lại. Đi theo ta các sĩ trung bé nhỏ. Bóng của miệng bự đâu rồi? Bóng của miệng bự đây rồi. Trời ơi, lại nữa rồi. Hiếm đi mau, lão gà mệt. Rất vui được gặp lại cậu miệng bự. Miệng bự ghét lão gà mên lắm. Ta có thể chơi với quả bóng của cậu một chút được không miệng bự? Không được. Không. Xu cho ngư rồi đồ quái vật to xác đỡ nè. Thả miệng bự ra. Thả miệng bự ra. Thả miệng bự ra. Một xì trung còn hư không có gì. Đi thôi mèo Ara, đừng độn về nhà mau. Thả miệng bự ra. Giờ chúng ta phải xì trung gì đây tí vua? Ta có một ý kiến này, các xì trung đi kiếm một cây gậy thiệt chắc cho ta nhanh lên. Dạ thưa tí vua. Tí vua đâu rồi? Ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy cây đũa thần đó. Vợ mi thích ăn món xì trung gì đây Ara? Kho luộc chín tái hay là đánh nhuyễn ra? Mẹ bự muốn ra ngoài. Đừng lo miệng bự, chúng tôi sẽ giúp cậu thoát ra. Xì trung thôi các xì trung. Mẹ mợ trong mặt hả? Cái gì vậy? Trời ơi! Tí nhắc ngàn ơi! Nha, tí vua! Con xì chấm không xiết khi nhìn thấy ngài. Mẹ mợ ghét lão gà mòn lắm. Im miệng đi cục thịt đầy mỡ. Ta chịu hết nổi ngươi rồi đó.
Mẹ bự muốn nổi khùng rồi đó nghe. Xì Trung, có đủ chỗ cho tất cả các ngươi trong nồi canh của ta rồi. Không, thả ta ra. Thả ta ra. Đừng có đám miệng bự, Xì Trung luôn luôn giữ lời hứa. Chẳng chút lại, chút có cây đũa thần. Bây giờ miệng bự lại được chơi với bóng rồi. Sắp tới nơi rồi đó Tí Vua. Đũa thần của tôi trả lại cho bạn nè. Cảm ơn nhiều nha, tới giờ tôi đi thả sương rồi. Nhưng trước tiên có lẽ tôi phải giải phóng cho tên phù thủy đáng ghét đó thôi. Tiểu yêu nước, cậu có thể Xì Trung giúp chúng ta một việc có được không? Dạ tất nhiên rồi Tí Vua. Hãy Xì Trung tới khi miệng bự ngáng chơi bóng rồi thả lão phù thủy ra. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời đó Tí Vua ơi. Không, tôi nói cậu là cái thịt này mở chỉ là giỡn cợt thôi mà, thiệt đó, tôi thề với danh dự của một phù thủy. Đừng. Smurfs. Hôm nay là ngày may mắn của ta đó Ara. Trực giác của ta cảm nhận được như vậy mà. Nè mấy Xì Trung nhà mình hay chưa nè. Mì có nghe thấy gì không mèo Ara? Ta đã nói hôm nay là ngày may mắn của ta mà. Mì thời tiết phá, chúng ta cũng có nhặt rất nhiều củi đấy đó. Lão Gà Môn. Lần này các ngươi không thoát được đâu. Lũ quái vật da xanh ghê tởm kia. Nhìn kìa. Tí Phá, cẩn thận đó. Lão ta bất tỉnh rồi. Mẹ Ara cũng vậy luôn. Nếu bọn họ cứ ngoan ngoãn như vậy thì có phải là Xì Trung không chứ? Lúc đó chắc sẽ giống thiên đường lắm. Phải, nhưng là thiên đường và tuyệt vời. Nè, mình mới có ý này hay lắm nè. Coi chừng bọn họ nghe, mình sẽ Xì Trung trở lại liền. Kế hoạch là như vậy đó. Mấy cậu nghĩ sao? À, nghe hay á. Tiến hành thôi. Mình ghét kế hoạch. Được rồi. Đi Thợ Mai, cậu Xì Trung trang phục ngang. Đi Kheo Tai, còn cậu Xì Trung đạo cụ. Khẩn trương lên, lão Gà Mên và mẹ Ara sẽ tỉnh dậy liền đó. Dậy đi lão phù thủy. Dậy đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi là ai? Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Không, ý của ngươi là ta đã chết rồi sao? Có thể nói là như vậy. Nhưng ta đã được lên trên này hả? Ta biết là ta đã đúng khi ghét lũ Xì Trung gớm ghiếc đó mà. Thật ra lão Gà Mên à, những ai thích Xì Trung mới được lên trên này. Vậy hả? Ý ngươi là thích Xì Trung sao? Và dựa theo ghi chép về ông thì số phận của ông không tốt lắm đâu. Cắm nhìn lén. Các người sẽ không đẩy ta xuống dưới đó chứ? Tôi e là vậy. Không, mẹ ra, mi hãy ở trên cây đi. Chúng ta đã gặp đủ rắc rối rồi. Chỉ có một cách duy nhất có thể giúp được ông thôi, lão Gà Mên. Phải, chỉ có một cách thôi. Ông phải trở lại trần gian và đối xử thật tốt với các Xì Trung. Tốt á, với lũ Xì Trung hả? Thôi được rồi, ta sẽ làm. Miễn là đừng cho ta xuống dưới địa ngục là được. Rất tốt, giờ hãy nhắm mắt lại và đếm từ 1 tới 10. Và phải nhớ đối xử thật tốt với các Xì Trung. Được, ta sẽ nhớ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hả? Chúng ta được sống lại rồi mèo Ara. Tạ ơn quỷ thần. Ý ta là tạ thánh thần. Bây giờ tôi là một phù thủy hoàn toàn mới. Người sẽ thấy tôi tốt. Đi thôi Ara, hãy đi tìm một vài Xì Trung để đối xử tốt với họ. Lão ta tới rồi kìa. Để coi có tác dụng không. Chạy đi, mau lên, chạy đi. Đợi đã, làm ơn đừng có chạy nha. Giờ tôi là người tốt rồi.
làm ơn mà. Tôi muốn trở thành bạn của các bạn. Các bạn là những sinh vật tuyệt vời, dễ thương nè, đáng yêu nè. Thiệt là ngự miệng quá trời à. Sao không, lão gà mến, ông đã tóm được tụi tôi rồi. Không, 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 tôi muốn đối xử tốt với các bạn. Đối xử tốt hả? Thôi đi, chúng tôi không dễ bị xì trâm vậy đâu. Đây là một cái bẫy. Ồ, không, 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 không phải bẫy. Tôi đã thay đổi rồi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì các bạn. Đừng mèo anh ra. Ông vừa nói là bất cứ việc gì hả? Phải, bất cứ việc gì, cứ nói ra đi. Được, có một vài việc chúng tôi vừa mới xì châm ra đó. Ông có thấy xì châm không, lão gà mến? Tôi ổn mà. Nói chung là tôi ổn. Ý ông là rất xì châm có phải không? Phải, rất là xì châm. Chà, nước đó không có quá lạnh đối với ông, có phải không lão gà mơn? Phải đó, chúng tôi không muốn ông bị cảm lạnh đâu. Ồ, không, 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 hoàn toàn không sao, xì trâm lắm, các bạn nhỏ đáng yêu của... Chì. Một ngày xì trâm để đi dã ngoại, phải không cái xì trâm? Cậu có thể xì châm lại lần nữa không? Bên đó có đủ sơn chưa vậy? Lão gà mên đáng mến. Còn rất nhiều sơn hoài cũng không hết à. Đừng quên phần dưới đó. Ồ, được. Tôi sẽ sơn phần dưới cho các bạn xì trung đáng thương gớm. Ông nói gì vậy lão gà mên? Tôi đang định nói là tôi nhớ không nổi lần cuối tôi thấy vui vậy là bao giờ nữa à. Cảm ơn vì đã xì trâm lão gà mơn à. Được ông giúp chúng tôi như ở trên thiên đường vậy đó. Tuyệt vời, kế hoạch của chúng ta có tác. Nè, hẹn xì trâm ông ngày mai nha. Ông bạn già đáng mến. Hẹn xì trâm ông ngày mai. Dạ, tôi muốn nhắc ông chuyện gửi xuống địa ngục á. Mình cá là lão gà mơn hiểu rất rõ chuyện bị đại xuống địa ngục mà. Phải không lão gà mơn? Phải đó. Đi hai quả mọng xì trâm. Đã xì trâm. Và sửa cây cầu ở sông xì trâm. Đã xì trâm. Sơn lại đập xì trâm. Tất cả đã xì trâm thưa tí vua. Hỡi các xì trâm, các con quả thật đã hoàn thành xong rất nhiều việc. Các xì trâm bé nhỏ, ta rất tự hào về các con. Thật ra thì tí vua ơi, tụi con đã gạt lão nhập. Đi thôi tí cô nương, chúng ta hãy để cho tí vua nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng nha thưa tí vua, tụi con sẽ xì chấm xong mọi việc và không sót một việc nào. Chà chà, mấy xì chấm bé nhỏ của ta thiệt là ngoan. Ta chịu hết nổi rồi mèo Ara. Phải đối xử thật tử tế với lũ quái vật tí tẹo da xanh ghê tởm muốn ói đó, làm cho toàn thân ta nổi hết da gà. Xin chào lão gà mơn. Chúng tôi xuống đây coi ông sống thế nào đó. Rất tuyệt. Đây là danh sách công việc cho ngày mai. Đành nhắm mắt nhảy liều thôi. Nếu tôi là ông hả lão gà mên, thì tôi sẽ xích nó lại. Tôi sẽ xích nó lại. Mình ghét dây xích. Hẹn gặp lại lão gà mên, chăm chỉ làm việc tốt đi đó. Đúng là lũ yêu quái quỷ quyệt. Đây là một trò lừa bịp của bọn bay chứ gì. Được, đây sẽ là lần cuối cùng để bọn chúng chơi xỏ ta. Bởi vì ta đã nghĩ ra cách tiêu diệt cái lũ bọn chúng rồi. Chà, đúng là một ngày xì trâm. Và ta cảm thấy tinh thần rất xì trâm. Tí cô nương, các xì trâm đâu mất rồi trong buổi sáng xì trâm như vậy? Dạ thưa tí vua, họ đang ở cùng với lão gà mơn. Lão gà mơn? Tôi không nghĩ là chúng tôi nên đưa ông vào làng của chúng tôi, lão gà mơn à. Nhưng các bạn không thấy sao, một khi tới làng của các bạn rồi, tôi sẽ còn nhiều việc để làm với các bạn nữa. Ý của tôi là giúp các bạn. Nếu vậy thì chắc là không sao đâu. Cũng đã tới lúc cho tí vua biết về con người mới của ông rồi. Dạ xì trâm ơi, nhất định người sẽ tự hào về chúng tôi. Đừng lo các xì trâm ơi, lão gà mên tới đây chỉ để giúp chúng ta làm việc thôi à. Phải đó, tôi ở đây là để giúp đỡ, mà thực ra là để tự giúp ta tóm gọn cả lũ các ngươi đó à.
rước theo tụi nó mèo ra. Bỏ cuộc đi lũ da xanh đáng ghét đáng khinh kia, các ngươi không còn đường sống đâu. Hãy suy nghĩ về hành động của mình đi, gã phù thủy. Cái gì đó? Ai vậy? Cái gì gì nè? Lương tâm của người đang nói đây. Lương tâm? Ta không có lương tâm gì hết trơn á. Có chứ, người có. Ê, nè, hãy rời khỏi làng này. Hãy để cho các xì trâm được xì trâm. Đừng có dở. Thôi cái trò đó đi có được không? Ui không, cái chừng nào ngươi chịu rời khỏi ngôi làng này. Được rồi, để ta đi. Và đừng có đem theo con mèo quỷ xuống. Mau lên con mèo ngu ngốc. Lẹ lên, phù thủy kia. Nhưng mà ta sẽ không tìm được đường quay trở lại đây nữa rồi. Phải vậy mới được đó. Mấy cậu, may là có đám mây đã cứu mạng chúng ta trước khi chúng ta bị lão gà Minh làm thịt. Dạ, cả trước khi Tí Vua phát hiện ra chúng ta đã làm những gì nữa. Lần sau chúng ta nên nghĩ ra kế hoạch nào đó hay hơn một chút. Không có kế hoạch gì nữa đâu Tí Pha. Lần tới ta sẽ biết với Tí Vua đó, biết chưa? Dạ, lương tâm vĩ đại. Giờ hãy ngoan ngoãn đi tất cả các sĩ trung. Dạ, thưa lương tâm vĩ đại. Ta sẽ luôn theo dõi đó. Mọi chuyện sĩ trung sao rồi Tí Vua? Sĩ trung một cách hoàn toàn tuyệt vời Tí của nương. Tất cả đều sĩ trung ta sái cổ luôn. Từ lương tâm cho tới trương.